What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss kia. Thì như cái hình thumbnail mà các bạn đã thấy thì còn bản phím này hiện tại giá nó chỉ có hơn 300 ngàn thôi. Quá là sốc đúng không? Thì đây là cái mã của nó, mã là L200. Và nó sẽ là mẫu 104 RGB. Nó rất là đẹp, ngon lành luôn. Và đây sẽ có tờ hướng dẫn của nó nhé. Tại vì cái hộp của nó khá là sơ sài cho nên là mình cũng không có quay cái mẫu hộp làm gì. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô review luôn nhé. Về cái hình thức bên ngoài của chiếc bàn phím thì như các bạn thấy nó là cái phiên bản kiểu 104 full size, rất là cơ bản. Tuy nhiên thì như các bạn thấy nó có một cái đặc biệt, đó chính là cái nút Enter này sẽ là Enter to. Đây là cái phiên bản kiểu layout ISO đấy. Đó. Tuy nhiên thì như các bạn thấy chỉ với 300 ngàn thì chắc chắn chúng ta sẽ không có phím cơ rồi. Đây sẽ là bàn phím giả cơ. Và cái keycap của nó sẽ là dạng keycap pudding. Đó, rất là đẹp. Với keycap pudding thì chúng ta sẽ thấy là ở phía trên nó sẽ vẫn làm như bình thường. Tuy nhiên thì dưới đáy thì nó sẽ làm theo cái kiểu màu nhựa mờ như thế này để cho ánh sáng xuyên qua. Đó, rất là đẹp. Ok, để mình sang phía sau nhé. Ở phía đằng sau thì chúng ta sẽ thấy là nó vẫn sẽ có cái nâng hạ độ cao của bàn phím này. Hai bên. Đó. Các cái tấm cao su để chống trượt, logo ở giữa đây, phiên bản L200. Đấy. Và với một chiếc giả cơ thì như các bạn thấy nó rất là cơ bản luôn, không có cái gì đặc biệt hết. Dây nhựa thì cũng sẽ là dây nhựa bình thường thôi. Đầu USB Type-A. Và cái build của nó thì vẫn sẽ là hoàn toàn full bằng nhựa. Đó. Nó cũng khá là ọp ẹp thôi, tại vì bằng nhựa full hết mà. Nó cũng là giả cơ nữa. Với cái giả cơ thì chắc chắn là nó sẽ không có switch mà hoàn toàn là sử dụng cái kiểu cao su. Đó. Cái cao su của nó thì bấm khá là ok. Tí nữa mình sẽ sao test nếu như mà các bạn thích. Rồi về cái quan trọng nhất của em này thì đó chính là cái phần LED thôi. Để mình cắm LED cho các bạn xem nha. Rồi sau khi mình cắm vào thì như các bạn thấy cái điểm mạnh nhất của con này đó chính là cái phần LED. Đó, cộng thêm với lại cái bộ keycap pudding nữa thì nó quá là tuyệt vời. Thường những cái bộ keycap này nó chỉ xuất hiện ở trên bàn phím cơ thôi. Tuy nhiên thì bây giờ nó đã mang xuống giả cơ rồi. Và LED này cũng rất là sáng nữa. LED con này là kiểu dạng LED giống như con lăng tu á. Nó cũng có kiểu RGB khá là đẹp như thế này. Và chúng ta vẫn có thể chỉnh được các cái chế độ đèn LED. Ví dụ như là FN cũng insert. Để chúng ta chuyển sang các cái chỗ đèn, chế độ đèn LED của nó. Home. Đó. Mỗi nút này thì nó sẽ tương ứng với lại một kiểu chế độ đèn LED. Đấy. Hiện tại thì do mình đang ở để ở trong cái môi trường đó là đèn trong phòng rất là sáng, cho nên là các bạn thấy LED nó không được tối ưu cho lắm. Tuy nhiên thì nếu như các bạn tắt bớt điện đi thì LED nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nó sẽ có khoảng tầm 5-6 chế độ gì đấy. Chúng ta cũng có thể đổi sang LED một màu toàn bộ bàn phím luôn. Ngoài ra thì chúng ta có thể tăng giảm độ sáng, tăng giảm tốc độ chạy bên đây. Đó, tốc độ chạy LED. Rất là ngon đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ thử tắt đèn đi cho các bạn coi nha. Đấy, sau khi tắt hết đèn ở trong phòng đi thì các bạn thấy cái này nó sáng rất là khủng khiếp. Tốc độ đèn LED hình như hơi nhanh quá. Để vậy cho nó mượt mà. Đấy, ngon chưa? Ok, ngoài ra thì em này còn một phiên bản nữa là phiên bản màu trắng. Với cái phiên bản màu trắng thì mình nghĩ là nó sẽ thích hợp với nhiều bạn hơn. Tại vì màu trắng thì có LED đẹp hơn. Tuy nhiên thì như các bạn biết màu trắng chắc chắn thì nó sẽ đi kèm với cái rủi ro đó là rất là nhanh bẩn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm một lúc hai cái lên cho các bạn coi luôn nhé. Thì đó, con màu trắng rõ ràng là LED nó đẹp hơn, sáng hơn. Tuy nhiên thì với màu trắng thì các bạn biết đó, nó sẽ khá là nhanh dơ và chúng ta phải vệ sinh thường xuyên. Nếu như mà bạn nào mà giữ vệ sinh cũng tốt thì có thể sử dụng màu trắng được. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Thì mình nghĩ với một con giả cơ mà có trang bị một cái hệ thống đèn LED RGB rồi còn có cả keycap pudding như thế này thì rất là hiếm. Giá của nó cũng rẻ nữa. Nếu như các bạn không thích sử dụng một con bàn phím cơ ồn ào thì mình có thể ngó thử con bàn phím này nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái sao test gõ thử cho các bạn xem.
Như vậy là mình đã vừa sao test cho anh em nghe cái bàn phím này. Và như các bạn thấy đó, thì đây là một con phím giả cơ thôi, cho nên tiếng của nó cũng không có gì đặc biệt. Nó khá là êm. Và với những cái con cao su này thì mình thấy cái độ nảy của nó cũng ok, đủ để cho các bạn cảm giác được gần giống như là cái cắt thai của con Brown Sweet vậy đó. Khá là ngon. Và mình thấy là những con phím cao su này mình thấy xài văn phòng cũng rất là ổn, và cũng như là độ bền của nó khá cao. So với lại một số con bàn phím cơ giá rẻ thì những cái loa dòng này nó cho cái độ bền cao hơn. Ok, các bạn nghĩ sao về hai bàn phím này với giá trị hơn 300 ngàn? Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì cứ để lại phần comment nhé. Còn nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear đấy. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye!